Mở cửa ra lẹ lên. Dịch chuyển qua. Dịch chuyển qua. Bị kẹt lắm luôn rồi, bị kẹt lắm luôn rồi. Ui, ui, hai con dịch luôn. Dịch chuyển. Đại sư. Dịch chuyển. Đổi chiêu chạy nhanh. Chạy. Chết mẹ rồi, ngõ cục rồi mọi người. Tôi sẽ lừa nó được. Trời ghê thiệt luôn á. Ơi quả vậy mà tôi vẫn sống luôn kìa mọi người. Đúng là game gay cấn, game gay cấn. Càng gay càng cấn, càng gay càng cấn. Yếu. Mấy cái con vịt này hả còn non lắm. Game trò chơi, game trò chơi. Rồi chào mừng tất cả các bạn đến với lại Ducky Caption ha. Và sau đây chúng ta sẽ tiếp tục với lại cái series chơi game Ducky Caption, một trong những cái con game kinh dị đang chơi gian dở của chúng ta ha mọi người ơi. Giờ là đến đây rồi, nó mở cái chapter 4 rồi. Thì có ai có cái gì không? Có ai có cái gì không? Có cái gợi ý hay là cái gì đó để cho tôi, để lát nữa tôi chơi cái chapter 4 của mọi người. Tôi sợ là cái chapter 4 tôi không biết á. Hello bạn Lê Văn Chính nha, chào shop, chào bạn Lê Mai Nguyên nha, hello em. Oh no. Ủa? Ủa? Ok ok, được rồi. Có rồi. Cái màn này là cái con vịt hả ta? Nói nó chạy như chó luôn nè. Hello con Thư nè, hello shop. Ngày mai cho bà ngoại lên nhảy đi kiếm rồi giải cứu bà ngoại. Hello con Quang Hải nha. Cái map vịt này chưa chơi mà ba. Ừ chưa mà. Ý là nói là có ai có cái sức gì không á để tôi đỡ bỡ ngỡ. Anh nên mở kỹ năng 500 nha. Nó sẽ giúp anh nhiều lợi ích. Mà nó chưa cho mình mở mà. Nó chỉ mới có 2 chiêu cho mình thôi à. Blocked the entrance. Now that's just pathetic, don't you think? Never fear, love. There's a solution. You'll just need to. Ủa mình có về nâng chiêu được không? Để coi coi. Có chiêu mới không? Không. Không có chiêu mới rồi. Hình như là cái màn này chưa có cho mình chơi chiêu mới á. Hello con Nguyễn Minh Hiếu nha, hello shop. Vào cổng mới đi. Ờ chúng ta tiếp tục với lại cái chapter 4 nè. Tí có chơi Valorant không Hiếu? Hiếu cũng không biết nữa. Cái màn này là màn dễ nhất trong 4 màn hả? Ô, thiệt luôn hả? Ô, nào có cho Hiếu đi qua. Nó đâu có cho tôi chơi, nó đâu có cho tôi đi qua đâu. Chiêu mới chưa có mở, lát nữa mới được mở. Bật chiêu mới lên đi, không có chiêu mới. Số 1 biết số 2 là đổi chiêu, cái này biết rồi. Ủa sao nó không cho tôi đi qua cái cổng ta? Không có chạy được. Đi ra nhận skill đi thằng ngu. Ra rồi nè, có đâu. I see you. I'm going to enjoy watching you suffer. Bị thiếu chiêu ở chapter 3. Cái chapter 3 tôi cũng phá đảo rồi mà sao vẫn thiếu? Có nâng chiêu chưa? Phải học được chiêu mới. Bật chiêu nhảy xuyên qua cửa không có nhảy được. Chắc hết điểm để nâng skill đó ông già. Đây nè, ý là nếu mà nó có skill mới là nó phải mở khóa cái này rồi đúng không? Nhưng mà nó không có mở khóa cái skill mới cho tôi.
hiểu không? Không còn đủ nữa. Cái này hình như là phải có một cái chiêu gì đó làm bể cái tường nè thì mới được. Nói chuyện với NPC rồi, cho nói chuyện với lại cái con mắt rồi đó. I see you. I'm going to enjoy watching you suffer. Hết điểm rồi mà cứ đòi nâng. Đây nè, người ta reset lại hết nè. Rồi cái chiêu thứ ba đâu? Cái chiêu thứ ba để nâng đâu? Cái chiêu thứ ba là ở đây nè, nó để cái hình ổ khóa này mà có đâu. Sau 9981 lần tìm kiếm YouTube. Ơ. Má game khùng game điên á. Game cứt chó gì á, game khùng game điên cái gì á. Ủa vậy sao để em cho nâng? Game này game cho chơi mà. Ủa cái chiêu đó nó giúp cho mình cái gì vậy mọi người? À làm choáng hả? Ồ. Làm choáng cái này mình sẽ làm cho nó là speed là 80 nè. Không, cái này là chạy nhanh nè. Cái này là cooldown sẽ làm choáng. Mình có cần dịch chuyển không ta? Mình có cần dịch chuyển không? Thôi mình giảm bớt xíu đi nha. Mình nâng 3 điểm thôi. Để mình còn nâng thêm cái chiêu này đó. Để có gì mình teleport á. Ha, mình cần hai chiêu thôi, chắc là mình không có cần teleport đâu ha. Hết chiêu rồi, ok lấy nhiêu đây thôi. Ok được á, được á. Mọi người hiểu chưa? Mọi người hiểu chưa? Mọi người hiểu chưa? Tôi hiểu rồi đó. Ok, get go. Tôi hiểu rồi đó, tôi hiểu rồi. Ông ai hiểu chiêu lộn, tôi biết cái cách để chuyển ba chiêu giữa qua lại với nhau đồ này nọ này đó. Ông xài được ba luôn chiêu luôn mà. Đúng. Xài được. Tôi chuyển qua chuyển lại được rồi đó. Chỉ bật lại cái game quỷ đi từ hồi nãy giờ cái nó bị lag thôi. Not afraid of a little sewer water, are you? Just don't get any of it in your mouth. You've heard the urban legends, I'm sure. All kinds of things get flushed down here. Alligators, goldfish. Goldfish? Những con cá chúa hả? Chiêu thứ ba xác định rõ đối phương nha anh Hiếu ơi. Ồ, tưởng làm choáng. Để lát anh thử, đâu có đối phương nào đâu. Nè con vịt nè. À là để phát hiện con vịt nào là con vịt thiệt, con nào là con giả đó hả? Ồ, mấy con vịt này đều là mấy con vịt giả hết. Vậy vịt nào mới là con vịt thiệt? Cái gì vậy mọi người? Cái gì vậy? Cái gì mà mới vô nó túm mình rồi? Mới vừa vô luôn nó túm cái hết hồn luôn đó má, đái đám đâu. They're trying to blend in, eh? Let's see how well you pay attention to detail. Ôi ôi ôi, con vịt kìa mọi người ơi, con vịt kìa mọi người ơi. Nó kìa. Cái nào màu đỏ là mấy cái con vịt thiệt á hả? Hiểu rồi. Đây, mấy con vịt thiệt bên này.
mấy con vịt thiệt. Cẩn thận mấy con vịt thiệt, Not bad rồi. Ôi tôi xài cái chiêu này liên tục luôn có đúng không mọi người? Kệ nó có chiêu thì cứ xài thôi ha. Đái tám thào. Ui, run for your life, run. Tại lên dịch chuyển cái kiểu đi, cuối cùng làm cháy nè. Mày còn non lắm. Còn rất lon và xanh. Bé ạ. Bé dịch. Dòng 4 rồi, chapter 4 rồi. Ui, em đổi chiêu, dịch chuyển lẹ đi. Các kiểu lẹ đó, chạy, Bali to see you. Bị chọt kiếm. Dịch chuyển qua. Lẹ đi, đổi chiêu, chạy nhanh cái kiểu đi. Mở cửa ra. Mở cửa ra lẹ lên. Dịch chuyển qua. Bị kẹt lắm luôn rồi. Ui, hai con dịch luôn. Dịch chuyển. Đại sư. Đổi chiêu. Xài chiêu lẹ đi. Đổi chiêu lẹ lên. Dịch chuyển. Đổi chiêu chạy nhanh. Chạy. Hay á. Nó vẫn còn kìa. Chết mẹ rồi, ngõ cục rồi mọi người. Tôi sẽ lừa nó được. Trời ghê thiệt luôn á. Ê quả vậy mà tôi vẫn sống luôn kìa mọi người. Đúng là game gay cấn, càng gay càng cấn. Đúng là game gay cấn có khác. Yếu. Mấy cái con vịt này hả, còn non lắm. Mấy vịt non mà.
Ôi ơi, nó trước mặt tôi luôn kìa. Ơi, cái cục này để làm lộ vị trí của mấy con vịt mà. Kìa kìa, nó sao đích mình kìa. Ôi da, bị chọt rồi. Trời, bị cái thanh nó chọt tào lao thiệt. Con vịt nó giết mình thì mình không chết mà mình bị cái thanh sắt nó chọt rồi. Má thiệt không hiểu luôn á. Tào lao thiệt. Kìm nháy. Đừng có chọt con nữa mấy mẹ ơi, con khổ quá mấy mẹ ơi. Làm ơn đừng có chọt con nữa. Cái cục ở đâu rồi ta? Đó, mấy cái con vịt nào mà đỏ đỏ đó là cẩn thận đó. Vé xa tụi nó ra. Đi theo cái radar màu tím trên này nè. Để đi ăn mấy cái cục này. Cái cục màu vàng đó chúng ta phải để lại á. Trời, đáng lý là hiếu qua cái màn này mà không chết màn nào luôn rồi đó. Tại nãy do tôi không thấy cái kia thôi. Đó, cái đó nó chọt đó nha. Cái đó nó chọt đó, cẩn thận á. Đừng có để cái đó nó chọt chết, uổng lắm. Thấy ghê chưa? Cẩn thận đi, cẩn thận vẫn hơn. Cẩn thận vẫn hơn. An toàn là trên hết. Sao mà tụi nó vẫn dí mình được hết ta? Ôi, chết mẹ chưa, cái đường này là đường cục nữa rồi mà. Sao cứ vậy hoài vậy ta? Bước phá tốc độ nè, bước phá tốc độ nè. Cái con đó hả, cái con đó là cái con non mà. Cái con đó nó làm được gì tôi? 80 con như vậy còn không làm được gì tôi nữa chứ đừng nói một con. Nghĩ sao vậy, nghĩ sao vậy? Nó lại bỏ qua cái viên ngọc nó nữa rồi. À hơi quá, có cái cục trái. Cái cục trái đâu rồi? Trái chết me tụi mày hết. Ok ok, tụi nó bị trái hết rồi mọi người. Try to the black to grow. Là ở đâu? Ở đây đây đây. Cái gì mọi người? Trời ơi, nó giết tôi, chẳng lẽ mọi người không cho tôi gáy mọi người? Ốc ơ ơ. Ốc ơ ơ. Ốc ơ ơ. Ốc ơ ơ ơ. Con vịt chân dài quá nếu. Trời ơi, em ơi, ơi. Phát hiện con vịt nào là con vịt giả, con vịt nào là con vịt thiệt. Đừng có để con vịt giả giả làm con vịt thiệt nha. I'm sure that rumbling is nothing to be concerned about. Coi chừng á, con vịt giả nó giả làm con vịt thiệt á. Là đi ngõ này hả?
Ủa sao mới vô mà nó cho mình luôn cái cục màu vàng kia ta? Bộ cái này khó lắm hả hay sao? Bộ cái này khó lắm hả mọi người? Rồi. Rồi xong rồi, xong rồi. Mở hết mấy cái cửa này ra trước đi. Sao mong tụi nó còn ở xa mình lắm, không sao. You might want to take a shower after this. Ôi, ôi, tôi mới thấy hai con mắt ở dưới hai con mắt kìa. Mới thấy hai con mắt ở trong cái hầm á. Đó, 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 đó. Thấy gì không? Thấy gì không? Con dịch thiệt, thiệt làm con dịch giả giả con dịch thiệt. Để đó yên tâm. Tôi sẽ làm con vịt nấu chao cái màn này nó mình. Em lẹ lên, em. Run. Chết rồi. Con vịt giả là con vịt thiệt. Hay lắm Hiếu. Con vịt giả là con vịt thiệt, hay quá. Trời ơi, chí tại việc. Chết mẹ chưa, cái cửa cục nữa rồi. Con vịt giả là con vịt thiệt. Con vịt giả là con vịt thiệt, đỉnh. Chạy. Run. Đổi chiêu. Phát hiện mấy con vịt giả con vịt thiệt. Trời, nghĩ sao cơ bản thôi. Mấy cái này hả? Thôi. No. À. Hên quá có cục choáng. Trời ơi. À, bạn tên gì vậy? Quách Linh em. Trời ơi, sâu găng kìa, nhớ bằng quần xì luôn nha. Nhí người ta mà để không bận quần xì, để lòng thòng thấy ghê quá. Chết hết trời. Hay, mở game hay quá. Game này đỉnh á. Trời ơi, tại sao tôi biết game này trễ quá vậy trời. Hay rồi. Biết để né mấy cái này ra. Tôi vẫn ổn nha mọi người, tôi vẫn ổn. Tôi ổn lòi lè, ổn lòi lè.
Ờ tụi nó ở xa lắm, yên tâm đi. Yên tâm mà lụm. Sắp xong rồi, còn có 90 viên chứ mấy. Bảy mươi lăm, bảy mươi bốn, bảy mươi ba, bảy mươi hai, bảy mươi mốt, bảy mươi viên nữa. Game này tên là Dark Decaption mọi người. Ôi cái cục gồ, cái cục vàng mất luôn rồi. Ôi nó rải rác nhiều quá. What the hell? Sau đó cũng có một con nữa vậy. Đông quá. You might want to take a shower after this. Tụi nó bị nhốt hết rồi. Ăn nguyên cái vòng tròn này luôn đi. Năm mươi viên nữa. Tôi nghe cái tiếng cho nó chạy sau lưng tôi nhiều lắm á. À là do tôi tự đa tình hả? Tôi sợ quá tôi chạy. Hello bạn Tam Tam nha. Hello shop. Ngu sao chủ nha anh. Lát nữa cái con nó dí hoài vậy luôn hả mọi người? Một khi nó dí là nó dí hoài vậy luôn hả? Mở cửa lẹ lên, mở cửa lẹ lên, tôi đợi không nổi đâu đó. Hết rồi, hết đá rồi, chỉ còn bên này thôi. 30 viên nữa, 31 viên nữa, 30 viên. Ui! Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Thôi quá phản xạ, vẫn còn lẹ. 30 viên nữa thôi, 30 viên nữa thôi. Cái con trước mặt kìa, thôi kệ băng qua nó luôn đi. Chưa mở cái cửa này luôn hả trời. Băng qua con này luôn cũng được, không sao. Hay lắm. 22 viên nữa. Ba viên. 9 4 4 18. Mở cái cổng này trước đi ha. Mở cái cổng này trước đi, có gì lát nữa nó dí vô mình còn chạy được.
sợ quá. Nhà thì à, nó làm má, nó làm sợ quá, lướt cái lướt đi luôn. Nó làm sợ quá, lướt cái cúc luôn. Trời ơi, nó làm sợ đái tam tao. Làm sợ quá đái tám thao luôn. Ác lắm. Má nó chạy không kịp. Tôi quay đầu lại tôi nhìn nó để tôi chờ hồi chiêu á mọi người. Thôi lép chép ba bon đi ha. Rồi lần này mình non đi. Có bộ là mình chết rồi. Tưởng là mình sẽ thắng luôn đó chứ. Tưởng là mình sẽ thắng luôn mà không cần phải chết bạn nào. Ê, không cần phải chơi lại lần nào. Ai dè. You might want to take a shower after this. Hình như chỉ còn một cái cho một cái hầm nữa thôi. À là chỉ còn bên này thôi đó. Bên này đó là xong rồi. Xong game rồi. Ok xong. Xong rồi mọi người ơi. Chạy về kia thôi. Ôi da. Ui, con ma nó dí tôi nữa kìa. Cái gì khó chó vậy? Game khó khùng khó điên. Đó là cái người đã đi đã quá đủ rồi. Ngươi là ai? Ngươi là người đầu tiên mà cái bà bia gì đó. Ta sẽ cho ngươi biết như thế nào là một cái gì đó. Cái commando mà bạn cảm thấy được thì nó sẽ là một cái stick and here. Và cái Forestry này nè, khi mình theo dõi cái quá trình mình chạy á, thì cái lúc đó là mình sẽ có cái reminded my dad I have a royal bed at war. Tại đây nè, hãy để ta index chết vui cho cái coi được như thế nào là cái advantage. Trời ơi, dễ hiểu mà trời. Và bây giờ chúng ta xin thứ lỗi cho tôi. Tôi sẽ cho bạn biết như thế nào là cái cách sống. Dữ vậy sao, cười dữ vậy sao. Cái gì vậy? Cái game gì vậy? Oh! Ôi da! Game dầu bưởi. Ủa bây giờ phải làm sao đây mọi người? Có mở cửa đóng cửa gì được không? À da, không đóng cửa được, không mở cửa được luôn. Giờ tôi làm gì đây? Giờ tôi chỉ chạy thôi hả? À là phải dặn cái van nè, rồi hiểu rồi. Thấy nó sáng lên rồi, hiểu rồi. Vậy là mình chỉ cần núp sau mấy cái cột thôi. Rồi lát nữa nó chơi chiêu xong cái nó té.
mày có nó còn thả mấy con vịt con ra nữa hả? Sao phiền đốt vậy? Ư là trời. Game cho chơi hả? Hay sao? À! Cái gì hai con dữ vậy mọi người? Nhanh lên cái cuối cùng cho yếu. Nice. Chạy nhanh lên. Trời, cái bám gì nhiều quá vậy? Getting back to the portal is not going to be so easy this time. So easy nữa chứ không có easy tẹo đào luôn cái bà hai. Rồi đóng cửa đây luôn. Đéo có đường chạy luôn. À chạy ngõ này hả? Xong rồi. Ôi chết rồi. Thế không biết đường về rồi mọi người ơi. You're not out yet, mortal. Trời ơi. Nó dí tới rồi, tới cục cứt rồi. Rồi luôn. Rồi mày đi rồi Hiếu ơi. Trời ơi là trời, sao chạy không kịp vậy trời. Tôi dịch chuyển rồi đó, nó vẫn cạp cho được của mọi người. Con này mịp thì con này mấy con dịch đâu, con này cũng à. Getting back to the portal is not going to be so easy this time. Don't screw it up. Không được dừng lại, chỉ có chạy thôi. Ôi. Rồi xong. You're not out yet, mortal. Ây da, có thể nào nhanh lên thêm một xíu nữa được không? Trời, quẹo bãi nha, quả này quẹo bãi nha. Thôi chết rồi. Dịch chuyển, đại sư. Hết chưa? Hello shop. Trời má ơi, cái quả nó cạp cái tù nó đái tám tao thiệt luôn á trời. Má, cái quả nó cạp cái tù đái tám tao luôn á. Hello Hữu Phước nha, hello shop. Ồ vẫn còn hả? Cái gì sao nhạc còn hoài vậy? Hello bạn Lê Mỹ Phụng nha, hello fan vậy xong rồi đó hả? Xong rồi shop. Hello con Tuyết Băng nha, hay quá. Trời ơi, còn phải nói trời. Hello con bà Su Ngay nha, chào shop, chào bạn Dương Ngay đồ nha. Hello em. Hết giá bên thịt dịch luôn đó Hiếu, ỉa chạy. Chơi tiếp đi chứ chơi Liên Minh Huyền Thoại hoài chán quá. Gì đâu buồn. Hello bạn Nguyễn Khang nha, hello shop. Hello bạn Vi Võ, hello em. Trời ơi quay lại hoài luôn. Thì quay lại coi là nó có tới gần mình chưa đó. Hello bạn Đỗ Tâm nha, chào fan, chào bạn Tâm Lê nha, hello shop. Rồi thôi tiếp ha. Tiếp một cháp nữa đi.
Hello con Jenny Nguyễn nha, hello bà. Sắp ơi, con rắn nước cắn quá kìa. Nó cắn con quá đó má. Malak là cái điều phải của quái vật. Và bọn chúng luôn có cái gì đó. Đừng có sợ gì cả. Chỉ cần yên tu là nhắm cái con mắt lại thì sẽ vượt qua được cái con quái vật đó. Chết tôi đi. Ô, người chồng trễ của tôi. Hình như là phải đi lấy chiêu á. Ủa, không có chiêu mới hả? Đây, 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 có chiêu mới. Cái con vịt qua rồi đúng không? Cái con vịt qua rồi nên mình không có lấy con vịt nữa. Ủa cái chiêu này đâu cần lấy nữa đâu. Nó làm choáng hả shop? Ủa cái này là lấy làm choáng được hả? Ồ. Vẫn lấy hả mọi người? Ok. Vậy thôi nâng mỗi cái 4 điểm đi ha. Ôi chết mẹ chưa, không có bức tốc độ rồi. Thôi cái này nâng 2 điểm thôi. Cái này 3 điểm đi. Cái bức tốc độ lấy 2 điểm, cái dịch chuyển lấy 2 điểm. Tôi thích cái dịch chuyển hơn, cái dịch chuyển này nó hay. Ok. Ồ, cái này làm choáng nha. Còn cái con vịt đấy làm mẹ vậy. Cái con vịt này không lấy, con vịt này reset đi, con vịt này như cái dòng bưởi dài lấy má. Ok. Đừng lấy con vịt có mẹ đâu lấy. Đi. Sủa gì vậy má? Trái trên mẹ mày. Mày yếu. Rồi đi qua get go. Lậm get go nè. Hello con Quỳnh Nga nha, cái này khó lắm đó nha shop. Giữ vậy sao? Hello Hiếu Nguyễn nha, hello fan giảng quà với mấy con khỉ đi shop tôi chán nó được mà. Hello bạn Hứa Văn Tài nha, DM kêu lấy cấp 4 hay kêu lấy con vịt. Tôi bỏ con vịt rồi, con vịt. Vịt không có nâng. Those were pretty popular in my day. Such talent and showmanship. As a girl, the performers never failed to film me. Oh, cái con boss này là con boss hề hả? Trời ơi, khi ông chủ rạp xiếc đi vào rạp xiếc. Now children just sit around and. Đợi vô trong đây chắc gặp Phạm Chí Hiếu. Watch others play video games. Giờ đây chắc gặp Phạm Chí Hiếu quá. Sợ quá. Sợ đai tam thao. Let me guess. Coulrophobia. Má quái vật độn xe hả? Quái vật đua xe hả mấy shop? Hay sao? Cái này chưa mở được. Thôi chết rồi. Khi hề gặp hề. Cuộc chiến của hai gã hề. Gì đây? Ở đây là có con gì nè? Con ma nhỏ gì nữ gì nè? À cái con này phần trước nè. Cái chapter 2 nè. Còn con vịt này là chapter mới nãy nè. Còn con khỉ là hồi nãy đầu đây nè. Vịt nữa nè. Oh. Nó kêu là mình cần phải đi theo nó. Rồi khi hề đụng hề. Vậy là cái này là coi như là khá một lời tiên. Oh no.
cái gì vậy trời, nó nhốt tôi vô cái lồng xong cái nó tự lái xe. Nghĩ sao lucky vậy, nghĩ sao lucky vậy. Đây, chúng ta vào đây đúng không? Ok, hello con Nguyễn Trung Kiên nha, hello shop. Ủa ổng họ Phạm hay họ Thạch vậy? Tôi họ Thạch nha. Mà kiểu như là hồi trước có cái fan kia nhận tôi ra ngoài đường mà gọi tôi là Phạm Chí Hiếu nên tôi chọc kè mà. Ồ, được ID ống trượt nó mới shop. Trời ơi, cái game gì, cái gì vậy? Trong mặt quá. Đã quá. Rồi hết trong mặt rồi đó. Đỡ rồi đó. Đó, đi lượm mấy viên này nữa hả? Ủa, chỉ có 60 viên thôi hả mọi người? Ủa dễ vậy? Ủa? Cái gì vậy? Cái gì mới vô luôn á bà? Khó vậy? Là dễ chưa? Xe tới. Ông xe bà cậu. Tránh xa tao ra. Nghĩ sao vậy? Thì tôi ngu vậy thôi chứ mấy cái quả mà phản ứng kỹ năng đồ này nọ tôi cũng đỉnh lắm á. Tại mới vô á là chưa có quen thôi. Không dịch chuyển xuyên tường được hả? Không dịch chuyển từ cái vách này qua cái vách khác được. Trời ơi, má ơi, đi trong cái vòng nó làm chóng mặt luôn á. Trời chết tiệt thì chứ, chết tiệt thì chứ, chết tôi thì chứ, chết tôi thì chứ. Cái má đi khó khùng khó điên luôn á. Ôi, game khó khùng khó điên, game khó khùng khó điên. Hello con Lệ Hằng nha, tuy là nó có 60 viên nhưng mà nó lai rai đó ông già. Trời ơi, dễ lắm nha shop ơi, chơi ổn mà, ổn lòi lìa. Mấy cái con nhỏ chạy xe ụn ụn cán không chủ, giải cứu. Mày tính đụng tao. Mình thì chạy bộ, còn nó thì chạy xe. Vậy là có cân bằng dữ chưa? Phải nhìn xa trông rộng á. Ủa nó lái hai chiếc xe tới nó kẹp tôi luôn. Tụi nó bị chó hết rồi, Trời, mấy cái cục này còn tối nữa, không thấy đường để lấy luôn á trời. Trời, xe tới nữa rồi, má ơi, xe đò tới nữa rồi. Tới cục cứt nữa rồi đó, tụi đó tới nữa rồi đó. Racing Boy tới nữa rồi đó. Cái này phải gọi là ở cái trí tuệ nè, ai sử dụng cái não hay là sống cái này.
Thì đương nhiên là tôi phải sống rồi, tại tôi có cái bộ lão mà. Ủa? Rồi nữa đó, nữa đó, nữa đó, tới nữa đó, tới nữa đó. Má cái rác sinh môi già làm tới nữa đó. Ủa cái cổng dịch chuyển nó mang mình đi đâu vậy ta? Ở đường hay á, hay á. Tới nữa rồi, tới nữa rồi, rác sinh môi tới nữa rồi. À hay á, hay á. Crack sinh môi nhà làm đẹp như nhà làm. Trời ơi, còn ba mươi mấy cục nước hả? Sao mắc cười, trời ơi. Mấy cái bạn hề, mấy cái bạn hề, mấy bạn chạy xe dễ thương vậy mà mắc cười. Người ta đó, sợ đái gì luôn á, mà cười bạn. Đó, tới nữa rồi đó, tới nữa rồi đó. Tụi nó chạy xe hiệu gì vậy? Sao nhìn nó tục tiểu quá à? Ôi nó đụng nguyên một bầy luôn, nguyên một bầy luôn. Mình có chiêu á, mình có chiêu á. Nên là không sao, mình có chiêu. Tôi có tài kỹ, tôi có tài kỹ. Mấy cái con hề này gọi là hề chó mà mọi người. Chúa hề, chúa hề. Ui da, ui da, nó lái xe tới, nó lái xe tới, nó đụng mình đó. Tới rồi, nó tới rồi, nó tới rồi, đầm lắm, nó tới đầm lắm. Nó tới đầm quá, sợ quá, sợ quá. Sợ quá, sợ quá, để cười đỡ sợ thôi. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, sợ quá. Sợ quá, cười đai tam thao. Tới nữa rồi đó, tới nữa rồi đó. Trời ơi, mệt quá, ghê giả lập lái xe hay gì đó, tôi nói thiệt luôn á. Ghê mày, game giả lập xe cộ hay gì đó, mọi người. 19 viên nữa, 19 viên. Rồi, rồi. Ôi ôi ôi. Mười chín viên, mười chín viên, mười tám viên, mười tám viên. Thôi là cho nó chạy xe taxi chứ cho nó chạy center, tôi nghĩ game này nó tôi không có chơi đâu. Cửa xoay ma thuật, cửa xoay ma thuật. Nice, cửa xoay ma thuật luôn, chúng ta về với miền đất kia. Chết rồi, tôi bị mất phương hướng của mấy anh, mấy anh, mấy anh hề xe độ rồi. Nữa hả? Nữa hả? Tới hoài vậy? Tới hoài vậy? Sao tới hoài vậy? Tới hoài vậy? Ừ thôi, quá nào không có chặn đầu tôi được á. Trời nhiều quá, được nhiều người theo đuổi quá, không biết chọn anh nào hết á. Có anh nào đỡ hề không? Nào mất hề đồ này nọ để em chọn đi chứ hề quá à.
Ok, 8 viên nữa thôi. Ui, chết rồi. Hên quá. Với cái khả năng bình tĩnh xử lý của tôi vẫn sống được. Nữa đó, cùng cất nữa rồi đó. Như vậy. Ủa chết rồi. Đó thiệt mấy cái viên đó cho mình rồi. Ủa còn 7 viên nữa ở đâu? Lắc game rồi hả? 7 viên nữa ở đâu? Biết đâu tiền. Ủa Mọi người ơi, còn 7 viên nữa đâu mọi người. Rồi xong luôn. 7 viên nữa nó không có hiện trên bản đồ luôn, sao kiếm? Ủa mấy má, 7 viên nữa đâu không hiện trên bản đồ, sao kiếm? Đi vô cái cổng dịch chuyển trên lầu hả? Cổng dịch chuyển nào, có nhiều cổng dịch chuyển quá luôn á. Thấy rồi. Ôi trời ơi, ném xíu chết. Có một cái hình mũi tên nó chĩa đi kìa. Nhớ rồi. Ở đây nè, đây nó hiện lên nè. Đây rồi. Ở đây. Thì ra là nó nằm ở đây. Một chiếc xe mà chở cả bầy vậy luôn hả? Xe đỉnh đó chứ. Hiếu qua đánh đăng cho nó đi Hiếu. Thôi chịu quá sếp ơi. Mấy bé thích để hàm răng vậy á. Mấy bé uống nước ngọt nhiều quá, uống coca cola đồ đó. Răng của mấy bé này là chỉ cái nước giờ mà có trà là chắc trà bằng bàn chải trà dầu à thôi. Ở trong đây hả? Đi ra. Ủa ở đâu vậy? Còn một viên ngọc nữa, nó ở đâu vậy ta? À ngay đây luôn hả? Chạy thôi á. Trời ơi nhìn nó chạy kìa, trời ơi sợ quá. Sợ quá. Quên, không có được cười bạn. Ủa? Ui, bạn chạy nhanh đó. Nhưng bạn lùng mà bạn chạy nhanh đó. Hai viên nữa. Tụi nó đứng gần rồi. Tụi nó đứng gần mình rồi. Đây rồi. Xong rồi, hết rồi. Hết rồi mọi người, chúng ta thoát khỏi đây thôi. Thoát khỏi đây thôi. Thoát khỏi đây thôi.
bên này được đi bên này, ở đây mấy shop cận kề rồi, cận kề với lối đi rồi. Ủa sao lại chỉ sau lưng mình? Nó lại chỉ là ở sau lưng mà ở trên là sao? Là ở dưới đây à? Ủa đường đi nằm ở dưới hả? Ủa cổng dịch chuyển đâu, Ủa giờ phải đi qua bên đó hả ta? Ủa là sao? Lạc đường rồi. Mình đang ở tầng dưới đúng rồi nè. Cổng này hả ta? Đúng rồi. Má chí tại thiệt. Not yet, không phải bây giờ. Biết ngày. Đồ cái gì hả? Tự nhiên cái đang chơi cái thành giả lập lái tàu hỏa luôn. Cái gì đây? Giờ tôi lái xe giống như mấy cái thành hề ẹt rồi nãy đó hả? Cái dầu mỡ gì đây? Nhà ngươi hãy nhớ lại khoảng nhà ngươi còn 10 tuổi. Lúc nhà ngươi 10 tuổi, lúc này nhà ngươi đang đứng trên một cái bờ vực. Nhà ngươi đang đi cho một cái con xe tàu hỏa. Ủa kỳ, ảo giác kỳ hả? Ủa ảo giác kỳ hả? Tưởng phải nhiều hơn chứ ảo giác gì có chút xíu rồi trời. What's black and white and red all over? I'd start running before you find out. Ủa? Ơi! Cái gì vậy? Ủa? Tưởng thắng rồi má. Ủa vẫn còn hả? Ủa ai dí mình vậy? Mình đang bị ai dí vậy? Trời ơi. Cái game đầu với cái game dọc. Ôi có người giấy. Trời ơi đông quá vậy. Má tôi cháy nó không kịp. Trời ơi ở trong đó khó, ở trong cái vòng tròn nó khó lắm. Thôi đừng đi vô chậm, mình ăn mấy cái rượu ở ngoài chứ đi. Rồi lát mình vô chậm. Má ơi nó cho đi tàu hỏa xong cái giờ bị ảo giác rồi hay gì mới sốt.
Má trái nó không kịp luôn. Má ơi. Ôi da, trong cái hầm này khó dữ vậy. Trong cái hầm này khó lắm nè. Trong cái hầm này nó nhỏ quá. Ôi da. Má nó hù mấy quả tim tôi đập mạnh. Mà tim tôi đập mạnh quá. Đập mạnh là cái gì nó lộn á. Tim tôi đập mạnh luôn á mấy sếp. Ồ, mình dò được nó nè. Má ơi. Bấm lộn chiêu luôn rồi, sợ quá, bấm lộn chiêu luôn, bấm sợ quá cút luôn. Hồi nãy là demo thôi đó ông già, bây giờ mới vô chính thức à. Chi tiền cho nó gắn coi gắn xứ đi anh. Bà cho nó tiền đi bà. Trời, 5 con. Má ơi, nó dí mà nó dí một lần 5 con. Game cho chơi hay gì á. Cái game gì không thấy đường ra ở đâu luôn. Như nãy mà chạy vô đây rồi nè. Hết rồi, như trong đây là hết rồi. Ủa? Ơ? Hình như là nó là tầng trên đó mọi người. Tại vì mọi người thấy không, cái viên nó để là ở đây nè. Nhưng mà ăn không được. Vậy là cái này có xuất hiện ảo giác thiệt rồi má. Mở skill 500 lông già chưa có. Ủa vậy là Hiếu phải chạy qua đây hả hay sao? Ừ, bây giờ xong tụi nó không có gần ở đây cũng đỡ. Để thủ sẵn cái chiêu làm choáng đi. Ừ, tụi nó không có gần đây, mừng quá. Ơi, bấm lộn rồi, bấm lộn rồi. Không dịch chuyển qua được. Bấm lộn cái chiêu choáng rồi, mất luôn cái chiêu choáng rồi. Lát nữa nó hồi, không sao.
Tụi nó bên kia bờ tường. À cái chiêu này cũng lợi chứ, cái chiêu là phát hiện kẻ địch nè. Tụi nó tốt bên kia lận. Không lo, không sợ. Ok, cho nó vẫn còn ở xa mình lắm. Ơ, bị lát rồi. Trời ơi, nó có đi tàu hỏa được hả má? Cái trường hợp này chịu luôn á. Cái trường hợp mà nó lấy xe tàu hỏa nó cán tôi là tôi không biết thiệt luôn á, tôi nói thiệt. Trời ơi, chết. Chết chục lần luôn cũng không đỡ nổi con hỏa đó được. Đại tám thao thiệt. Thua. Cái mà lướt chạy thua thiệt, không biết đường đâu đỡ đâu. Map này khó thiệt. Tôi tưởng là map này ban đầu nó chỉ có con 60 cục kia thôi mới nói dễ. Nó về map khó như chó. Dở ghê. Mình chạy nhanh quá mình không chịu nhìn, mình chạy vô cái nòng súng luôn rồi. Map này nhiều cái quá. What's black and white and red all over? I'd start running before you find out. Nó canh mình vào bức tường. Nó sao là kìa, nó chứa mặt tôi luôn kìa. tám mươi sáu viên nữa. Cái map này khó quá. Vậy là càng tới mấy cái map sau là mình càng phải tập trung hơn nữa hả? Map khó đi luôn. Tám mươi ba viên nữa. Tám mươi viên nữa. Cái đường ray này cẩn thận nè. Mình lụm lẹ rồi mình đi ra chứ cái con lái xe tới. Cái con lái xe tới thì chắc chỉ có cách duy nhất là dịch chuyển qua khỏi cái tàu của nó thôi. Nhưng mà mình phải làm đúng nhịp, nếu mà không làm đúng nhịp là mình chết. Năm mươi viên nữa thôi mọi người, 57 viên chứ. 54 viên nữa.
thấy tôi rồi, nó thấy tôi rồi. Chạy thôi. Hay gom cho nó lại đây để choáng cho nó ta, để mình còn đi qua nữa. Ừ, gom cho nó lại đây để choáng cho nó là đi qua cũng được. Ôi chết tiệt thiệt, không qua được. Chạy thôi. Không qua được, không qua được cho nó. Chết rồi, cái này chết rồi. Cái này Hiếu nghĩ là chết chắc rồi đó. Hay quá. Ở đây ra tự nhiên như không có, nó có một cái viên choáng à. Hay thiệt luôn á chứ, tự nhiên như không ở đâu ra có viên choáng không biết luôn. Ôi, quá dịch chuyển không kịp. Hello bạn Trần Linh nha, hello shop, hello con Nguyễn Hoàng Bảo nha, hello bà nó rượt anh Hiếu ăn cái trinh đích anh Hiếu giải cứu. What's black and white and red all over? I'd start running before you find out. 46 viên nữa. Bốn mươi hai viên nữa. Cái viên đó nó nằm ở trên đầu mình hả? Ớ, mấy cái viên này nằm trên đầu mình hả? Nó ở một chiều không gian khác á mọi người. Có mấy cái viên nó hiện trên bản đồ nhưng mà mình đi tới nó không có, tại vì nó nằm ở một cái chiều không gian khác, một cái tầng khác. Oh my goodness. Ơ vậy cái viên này là cái viên ủa? Vẫn còn hả? Tôi tưởng cái viên này là cái viên cuối cùng trong cái chiều không gian này chứ. Ôi không phải đâu, cái tí đó của nó ở dưới đất á. Mà Hiếu tụi nó đang ở gần chân tôi luôn. Hay. Đi ra thôi. Ôi là trời, nó vô lại. Ôi cái map này nó khó. Cái map này nó khó ở cái chỗ là mình không biết nó ở đâu nè. Ủa cái gì mà đông quá vậy? Điêu thấy là Điêu là gần mười mấy con luôn á. Tôi hiểu sao mọi người má nói map này khó rồi. Cái mẹ hết chiêu rồi sao chạy qua bển được. Bên đó còn viên kìa. Ơ. Rõ ràng nó dò nó để ở đây mà mình đi vô thì không có. Có một viên này thôi à. Cuối đường này cũng không có luôn hả? Game nhái hả trời.
Em nhái cái này cái kia đồ hả? Đâu rồi? Đâu rồi game ơi? Hai mươi ba viên nữa thôi. Ủa đâu rồi? Trời mày này khó dữ vậy ta. Cái vấn đề là tôi không biết mấy cái viên đó nó nằm ở cái chiều không gian nào á. Nên là tôi đi tìm từ nãy giờ mấy vòng luôn, tôi tìm không ra. Chắc phải đi kiếm cái vòng xoay nữa rồi. Đây nè, nghe tiếng chân của nó không? Thì nó ở dưới á. Hay. Mười sáu viên nữa. Ở đâu vậy trời? Chiều bên này hả? Vậy chắc là ở đây. Đây rồi. Kiếm đường để đi qua bên đây thôi, ok. Đây rồi, thì ra là nó còn ở trong đây. Cái trong đây là cái khó nhất nè. Ở trong đó là cái khó nhất á, cái trong đó là khó nhất á, tại vì trong đó là một cái vòng tròn bự mà mình không vượt ra được cho nó là mình thua. Trời, chỉ còn có mười mấy viên nữa thôi à. Mấy hai viên nữa. Đây rồi. Sao nó chưa tới kịp? Có hai con rồi. Để lát nữa vô lại.
may quá nó lùa mình ra đây, cái mình ăn được hai viên này. Còn 5 viên nữa thôi. Còn 5 viên nữa, 5 viên nữa, 5 viên nữa thắng. 5 viên đó chắc chắn là ở chổng rồi. Cái này còn không ta? Ồ, cái này vẫn còn nè. Ủa? Ủa? Ơ? À, chữ Z là để coi cái map bự hơn hả? Ồ, thank you em. Anh không biết luôn á. Hết rồi. Đây, hai viên cuối cùng nằm trong này. Chạy. Ok, đủ rồi. Đủ rồi, đủ rồi. Ôi, bị nó dí kìa. Chạy. Cái con đó nó không có bị choáng nha. Cái con đó mình choáng nó không có được. Ok này sư. Má khó khùng khó điên thiệt. Xong chưa? Choáng nó đúng lúc cây cọng nó mở thì nó bị đứng yên luôn kìa. Nó bị choáng rồi, nó bị choáng rồi, nó đứng yên luôn rồi. Nó vẫn chưa mở ra được cây cọng. Ôi đại sư. Cái này là cái gì đây? Hình như có một cái cổng bên này nè. Welcome, welcome. Ủa đi cổng nào ta? Hình như là rồi xong, gặp boss rồi. Gặp boss rồi, gặp boss rồi. Gặp người theo đuổi rồi. Bây giờ tất cả chúng ta đều có ở đây một lần nữa. Và lần này cậu sẽ không được đi đâu đâu. Chúng ta sẽ kết thúc chuyện này. Và đương nhiên lấy take your soul là lấy linh hồn của cậu. Điều đó là như vậy đó. Dịch nó không được cái này. Hai con, ba con. Cố gắng đừng có để chết nha. Đau quá vậy. Ủa rồi tôi cần làm gì vậy? Ủa tôi cần làm gì đây? Dùng cái búa này để đập cái gì vậy? Dùng cái búa này để đập cái cổng hả? Không phải. Dùng cái búa này làm cái gì đó? Dùng cái búa này để làm cái gì đây mọi người ơi? Mọi người ơi, mọi người ơi. À đây rồi, đây rồi. Đấm vô cái giò nó hả ta?
Ủa đâu phải đâu vậy? Đập vô cái tay nó đó hả? Ồ. À, ra là vậy Naruto. Hiểu rồi, thank you nha. Nó mà không có cơ hội để đập á mấy sếp. Chắc là hiểu phải kết hợp giữa hai cái này để đập á. Để cái tay tiếp theo tôi sẽ đập được. Cái tay này chắc chắn tôi sẽ đập được. Mở cái tay ra mày. Mày hả con, mày hả con, mày dám giỡn với tao. Tôi đập vậy đúng chưa, tôi đập vậy đúng chưa? Nó không đập kịp cái tay nó chứ cay thế nhờ. Rồi có chiêu rồi, có chiêu rồi. Nó chỉ còn có hai con nữa thôi à. Nó non. Rồi con này đi rồi, con này đi rồi. Con này đập cái tay xuống rồi tôi lắc qua một bên thôi. Trời ơi, phải hướng thần thánh. Vẫn sống được, vẫn sống được. Yếu. Còn có một con nữa hả? À còn hai con nữa hả? Đập cái tay xuống mày. Nhanh lên. Má nào là không kịp, không kịp, không kịp. Thôi nhịn nó đi. Cái nào kịp thì làm, không kịp thì thôi. Búa lẹ lên, búa lẹ lên. Xong rồi, còn có con nó nữa thôi. No, impossible. Thì đâu impossible cho dạ, ta làm được mà. Your suffering will be eternal. Oh. Oh no. Rồi cái quần đùi gì nữa đây, cái dầu mỡ gì nữa đây. Rồi không choáng nó được. Cái dầu mỡ gì nữa đây mới sớm, cái dầu mỡ gì nữa đây. Rồi giờ sao How you do that, ai đó chỉ tôi, ai đó chỉ tôi. Chắc chạy hả ta, chắc phải chạy về. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa có vậy thôi hả? Trời ơi. Ta tưởng hả gì khó lắm. Tưởng là phải trầy da tóc dậy cà giật đồ này nọ cái kiểu. Trời ơi. Để xem game cái đi. Mà chưa hiểu, đỡ được, đỡ được. Dễ mà.